Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bộ môn khoa học tự nhiên của cái bộ cánh diều. Thì gồm cả 20 câu trắc nghiệm thì thầy cũng đã làm chi tiết cho các em. Rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em phần tự luận gồm cả 4 câu. Từ câu 1 đến tới câu số 4. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở câu số 1 các em nha. Lên chương trình lớp 7 thì thầy sẽ tiếp tục đồng hành với các em ở 3 bộ luôn các em nha. Các bạn đang học bộ nào thì chúng ta sẽ học tiếp ở bộ đó và tiếp tục đăng ký và ủng hộ kênh của thầy Quang các em nha. Cảm ơn các em và quý phụ huynh rất là nhiều. Ta đi sang câu số 1. Mỗi trường hợp sau diễn ra quá trình chuyển thể nào? Thì chúng ta được học các quá trình chuyển thể, ví dụ như là gì các em? Nóng chảy, ngưng tụ, đông đặc. Đúng không nào? Thì các cái quá trình chuyển thể này chúng ta được học rất là kỹ rồi. Ví dụ chúng ta lấy về nước á, là chúng ta thấy rõ nhất. Nước thì ở trạng thái bình thường thì các em thấy là trạng thái gì? Trạng thái lỏng. Trạng thái lỏng đúng không nào? Nhưng khi chúng ta bỏ vào trong tủ lạnh thì các em thấy nó tạo thành đá. Nghĩa là cái chuyển thể đó chính là quá trình đông đặc. Đúng không? Nhưng khi mà chúng ta lấy cái đá đó chúng ta như nào? Nước ví dụ như buổi sáng mà đọng ở trên lá gọi là sương đấy, thì gọi là quá trình ngưng tụ. Đúng không? Còn đá mà chúng ta để ra bên ngoài thì nó sẽ gọi là nóng, nóng chảy. Nó tan ra đó nghe, gọi là nóng chảy. Thì bây giờ chúng ta đi sang là câu A. Đun cháy một mẩu nến. Đun cháy một mẩu nến, nến là paraffin thì chúng ta thấy là trong các cái bữa tiệc ví dụ sinh nhật thì thường là đốt nến. Nến thì nó sẽ cháy, cháy cái bấc từ trên xuống, đúng không nào? Thì đó chính là quá trình gì? Đó chính là quá trình nóng chảy ha, nóng chảy. B. Xương động trên lá cây thì hồi nãy thầy đã lấy ví dụ rồi. Xương động trên lá cây đó chính là quá trình gì? Quá trình ngưng tụ của nước. Đó, ngưng tụ. C. Bỏ nước vào ngăn đá tủ lạnh thì hồi nãy thầy cũng đã lấy ví dụ, đó chính là quá trình đông, đông đặc. Đông đặc. Rồi, ta xong câu 1. Cứ mỗi câu như vậy là chúng ta sẽ được là 0,5 ha. 0,5 điểm. Ta sang câu số 2. Câu 2, ở trong đây gồm có 1A là trình bày vai trò của nấm. Vai trò của nấm thì ở trong này nó có các cái vai trò. Thứ nhất là nó sẽ tham gia quá trình phân hủy. Cái này nó đã có sẵn ở trong sách giáo khoa rồi. Đúng không nào? Thầy sẽ ghi một số ý cơ bản nhé. Tham gia quá trình phân hủy chất thải và xác động vật, thực vật thành gì? Thành các cái chất đơn giản để cung cấp gì các em? Cung cấp cho cây xanh và đồng thời làm sạch môi trường. Làm sạch môi trường. Được chưa nào? Đấy. Và cái vai trò thứ hai đó chính là gì? Nấm được sử dụng trực tiếp để làm gì em? Ủa? Hết mực. Trực tiếp làm thức ăn, ví dụ như nấm rơm rồi các em ha. Làm thức ăn, sử dụng làm thuốc, ví dụ nấm linh chi chẳng hạn, sử dụng làm thuốc. Cái thứ ba là trong công nghiệp sử dụng nấm để sản xuất bánh mì, sử dụng nấm để sản xuất bánh mì này hoặc là bia rượu không? Hoặc là nấm mốc, ví dụ nấm mốc sản xuất thuốc, ví dụ penicillin chẳng hạn, nấm mốc để sản xuất tương, vâng vâng. Được chưa nào? Ta đi sang câu B.
Trong các loại nấm, có một loại nấm có thể dự báo thời tiết. Vài loại nấm đó tên là gì? Tại sao lại được gọi là như vậy? Thì trong các loại nấm thì chúng ta thấy có một loại nấm mà nó dự báo thời tiết, đó chính là nấm báo mưa. Nó được gọi như vậy thì khi nào mà nó xuất hiện ấy, thì nó sẽ có gì? Nó sẽ có mưa và nó chỉ xuất hiện vào mùa mưa thôi. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi này là đó chính là loại nấm báo mưa. Loại nấm báo mưa. Vì nó chỉ xuất hiện khi vào mùa mưa. Tại vì khi mà cái không khí nó có cái gọi là cái độ ẩm không khí nó cao và có cái điều kiện khí hậu thích hợp vào mùa mưa thì chỉ có cái nấm này nó mới xuất hiện thôi em nhé. Nếu thấy nấm này xuất hiện nghĩa là gì? Thì ta biết trời sắp mưa. Được chưa? Chữ này nó hơi xấu không? Phải hơi xấu mà gọi là quá xấu. Hai A các em. Ta có thể bấm dừng video lại để các em ghi chép nha. Ta đi sang câu số 3. Chiếm 1 điểm các em. Người ta yêu cầu các em là xây dựng khó lượng phân với 3 loài nguyên sinh sau. Đó chính là trùng roi này, trùng biển hình và trùng dày. Thì các em quan sát là trong 3 cái loài này thì cái anh nào nó có hình dạng xác định rồi các em. Có cơ thể xác định rồi, đó chính là trùng dày này. Đúng nào? Như vậy thì và cơ thể nó có hình dạng không xác định, đó chính là trùng biển hình. Nghĩa là hình dạng của nó luôn luôn không xác định, nó biến hình liên tục các em. Đó nào? Và đối với anh trùng roi này á thì nó có gì? Cái đặc điểm của nó là có cái roi. Có cái roi nó xoáy vào trong nước để nó bơi. Anh này là nhận dạng là có roi này. Anh này có hình dạng không xác định này. Và anh này là có hình dạng là xác định này. Được chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta thực hiện các cái bước này. Các bước. Ở đây đặc điểm. Ở đây là tương ứng đặc điểm với cái tên loài nguyên sinh. Ta có thể dùng thước đặc kẻ. Ở đây chúng ta có thực hiện là thứ nhất là bước 1A. Thì cơ thể có roi dài. Thì tên ở đây chắc chắn là gì? Trùng roi. Được chưa? Ok. Bây giờ phần 1B thì cơ thể không có roi. Cơ thể không có roi thì gồm có trùng biển hình và trùng dày. Đó. Ở đây các em ghi thầy là đi tới bước 2. Như vậy bước 2 ở đây chúng ta có 2A. Là thứ nhất là không có hình dạng, không có hình dạng xác định, không có hình dạng xác định thì đây chính là trùng gì? Đây chính là trùng biến hình. Được chưa nào? 2B ở đây là có hình dạng xác định, có hình dạng xác định, nghĩa là cơ thể của nó đấy. Cơ thể không có hình dạng xác định, đó chính là trùng biển hình. Cơ thể có hình dạng xác định, đó chính là trùng dày. Vậy thôi, các cái bước chúng ta làm như vậy. Ta sẽ đi sang câu cuối cùng là câu số 4 em nha. Câu số 4. Ta đi sang ở câu số 1. Em hãy cho biết trong các hiện tượng sau đây, ma sát có lợi hay có hại, giải thích.
Câu 1 ở đây là câu 1A. A1. Khi đi trên sàn nhẵng mới lâu ước dở bị ngã. Đó. Thì ví dụ như nhà của các em mà gạch men á, mà bố mẹ mình mới lâu mà các em chạy vui đùa thì rất là dễ bị trượt, mà khi bị trượt thì chắc chắn sẽ rất là dễ gây chấn thương tay hay là chân, thậm chí là đầu. Nên là khi mà nó nhẵng thì chúng ta không được chạy đùa được các em nhé. Như vậy thì cái lực ma sát ở trong trường hợp này là có lợi hay có hại các em? Nó chính là cản trở hay là thúc đẩy? Chắc chắn là thúc đẩy, chứ nó không cản trở. Tại vì khi chúng ta chạy thì nó sẽ kết hợp với cái lực của mình, cái đà mình tới thì nó sẽ thúc đẩy mình, cái lực nó trượt, đúng không nào? Đấy. Nhưng mà thì cái này có lợi hay có hại các em? Đó chính là có lợi, đúng không nào? Như vậy thì lực ma sát trong trường hợp này là có lợi. Vì sao này? Ta giải thích. Vì sàn mới lâu trơn, do đó khi đi trên sàn mới lâu thì ma sát gì em? Ma sát nghỉ ha, giữa bàn chân với đá hoa rất là nhỏ, làm người dễ trượt ngã. Câu A2. Bảng trơn viết phấn không rõ chữ. Bảng trơn viết phấn không rõ chữ chứng tỏ đây chính là nó có gì em? Đây chính là lực ma sát này là có. Bảng trơn thì sao em? Nó sẽ dễ, cái viên phấn nó sẽ dễ trượt ở trên bảng. Ví dụ đây là viên phấn ta viết nó trượt ở trên bảng thì đây chính là lực ma sát này, nó không là ma sát có lợi đó nè. Đây em ghi là lực ma sát trong trường hợp này có gì? Có lợi. Đây em ta giải thích là vì bảng trơn thì phấn dễ trượt trên bảng. Đó. Câu B. Em hãy tìm hiểu và giải thích tại sao trong trục máy thường gắn các vòng bi. Các em thấy là trong các cái trục máy thì thường có các vòng bi. Vì sao nè? Vì khi bi bị ma sát với cái vòng ngoài á, ổ bi sẽ lấy hết cái lực ma sát. Và khi vòng ổ bi nó lăn á, nó sẽ giúp cho bi lăn theo, nên nó sẽ giảm cái độ ma sát giúp ổ bi dễ dàng di chuyển. Đó nè. Vì khi bi bị ma sát với vòng ngoài, ổ bi sẽ lấy hết lực ma sát, và khi vòng ổ bi lăn nó sẽ giúp bi lăn theo, nên sẽ giảm độ ma sát giúp ổ bi dễ dàng di chuyển. Được chưa nào? Giúp ổ bi dễ dàng di chuyển. Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây kết thúc em nhé. Chúc em học tốt. Bye bye.